các bạn ơi, mình đào cái đám đất mình nhìn thấy một con rắn gì bự ghê lắm, to quá, mà rắn này nó hiền giống như rắn nuôi, nó không có cắn các bạn. Ở dưới đám đất này, trong bụi cây mình bươi đất thì nó chui ra. Bây giờ các bạn coi xem thấy con rắn gì nha. Ôi, hổ hành quá trời ơi. Đồ rắn của chẳng lại. Cầm cái đầu ở trong dây vô. Hồi quá. Má bóc giữ cái tay mình tới chiều vẫn còn hôi hết trên đâu. Con này ba lạng. Cột đầu nó rồi. Cột đây chiều nhậu chứ ba. Cột đầu rồi. Má này hai cha con của hầm đu đú rồi, nhậu mệt nghỉ luôn. Không, để cái bọc kia kìa. Quả cái bọc này nó không hay được. Hổ hành hôi quá. Gương nó ớn cặp này, này con con này. Này nó ở hồi đó đất này mình chưa săn lấp nè. Vậy sao nó sống được hay ta? Cái hang mà. Cầm đầu nó nãy giờ rồi chết đi. Nó bò con này thấy bự rồi.